quý vị khán thính giả, đây là tiếng nói của ban biên tập trang nhà sách hiếm.net và kênh Mảng Lịch Sử Chưa Viết. Những vấn đề liên quan đến lịch sử nước nhà bị bỏ qua vì lý do nhạy cảm về chính trị và tôn giáo. Những đề tài thường bị thế lực thù địch che đậy, bỏ qua, bỏ quên. Và do đó chúng tôi gọi là những mảng lịch sử chưa viết. Cái ngày 19 tháng 6 năm 2022, có thấy cái thư email của cái ông Bằng Phong Đặng Văn Âu, ông gửi ra thì có cái hai cái đoạn văn là ông lên án Việt Tân. Nhưng mà có cái đoạn đầu này ông nói như thế này. Thì hôm nay ngày 19 tháng 6 năm 2022 đánh dấu 57 năm ngày quân đội đứng ra lãnh trách nhiệm trước lịch sử sau khi chính phủ dân sự Phan Huy Quát từ chức vì sự xung đột giữa quốc trưởng Phan Khắc Sửu và thủ tướng Phan Huy Quát không thể khắc phục. Cái này nói về miền Nam Việt Nam, nói về Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975. Thì xin hỏi giáo sư Nguyễn Minh Quang, cái giai đoạn quốc trưởng Phan Khắc Sửu và thủ tướng Phan Huy Quát xung khắc không thể khắc phục đó là xung khắc như thế nào, và giai đoạn đó là hồi năm mấy, ông có thể kể lại cho mọi người nghe không? Thưa quý vị khán thính giả, vào cái thời điểm này là tôi đang là sinh viên sư phạm năm thứ hai, và tôi sống ở Sài Gòn và tôi chứng kiến được những cảnh đó. Thì theo tôi biết thì vào ngày 19 tháng 2 thì có một số quân đội thuộc lại cấp tá và cấp tướng, có thể là cấp tá đó, trong đó có ông đại tá Phạm Ngọc Thảo và một số người khác mới làm cuộc đấu tranh. Thì ông Khánh mới bây giờ làm quốc trưởng thì mới chạy trốn lên Đà Lạt. Rồi cái cuộc đấu tranh đó thì được ông Kỳ là bây giờ là tư lệnh không quân và ông Nguyễn Tránh Thi á bây giờ đang ở ngoài Huế, có thể là ông là tư lệnh quân đoàn 2 đem quân về dẹp tan cái đám đó. Cái đó là năm 19 tháng 2 năm 1965. Thì ông Khánh trốn đi. Rồi cuối cùng thì ông Khánh trở về, nhưng mà ông trở về thì người ta lại bắt ông ấy đi lưu vong. Và ông ấy trước khi ông lưu vong thì ông ấy ra Tân Nhân Nhất, ông bốc một nắm đất, ông mới gọi là đất quê hương ông đem đi theo của ông ấy. Đây là một cái chuyện rất là khôi hài. Rồi không biết cái cuộc đấu tranh này vừa mới thành công xong á, thì không biết sự sắp xếp giữa người Mỹ và giáo hội La Mã mới bàn nhau làm sao mà lại đem ông Phan Khắc Sửu là người miền Nam lên làm giống như là quốc trưởng, cái chức vụ đó giống như quốc trưởng vậy. Và ông Phan Huy Quát là thủ tướng, dĩ nhiên là vị thủ tướng là đứng đầu cơ quan hành chính, đứng đầu cái nội các. Thì hai bên làm thì ông nguyên tắc là ông thủ tướng làm cái gì thì là đệ trình lên ông quốc trưởng, thì ông quốc trưởng đồng ý thì mới thông qua được. Nhưng mà đây không biết tại sao lại có hai ông Phan Khắc Sửu và ông Phan Huy Quát lại không có đồng ý nhau về nhiều vấn đề. Cuối cùng công việc tiến hành nó không được thuận lợi, cho nên cũng có lẽ là người Mỹ và giáo hội La Mã sắp xếp cái chuyện đó, cho nên cuối cùng họ thấy rằng là dùng dần từ tháng ngày 19 tháng 12, tức là sau đó cho đến ngày 19 tháng 6 á, thì họ sắp xếp làm sao để cho ông Thiệu thì làm chủ tịch nhà nước. Tôi gọi là chủ tịch nhà nước chứ thực là cái chức vụ có thể là chủ tịch quốc gia. Và ông Kỳ á bây giờ có tên danh xưng là chủ tịch thành phố trung ương. Hai người đều là quân đội thì nha, nghĩa là cái chính phủ Phan Huy Quát với lại ông Phan Khắc Sửu là chính phủ dân sự, bề ngoài có vẻ là dân sự là dân chủ, nhưng mà bây giờ lại đưa hai ông tướng lên làm cầm quyền, nên nó là quân đội nắm quyền chính quyền, người ta có thể gọi là cái chế độ quân phiệt. Và chính vì ông Kỳ lên là ông cũng là người bộc trực thẳng thắn, còn cái chuyện bề sau ông có tham nhũng hay không thì tôi cũng không biết, có người nói này có người nói nọ, nhưng mà ông Kỳ không phải là người của giáo hội La Mã và ông Thiệu là người của giáo hội La Mã, thì giáo hội La Mã chắc chắn là đứng đằng sau cái ông Thiệu. Thế thì cuối cùng giữa ông Kỳ ông Thiệu thì có nhiều cái xích mích, có lẽ là cũng là do người Mỹ với lại ông Kỳ sắp xếp. Thì cái thời kỳ ông Kỳ với ông Thiệu cầm quyền đó, từ tháng 19 tháng 12 năm tháng 6 năm 1965 thì nó gọi là ngày quân lực, vì quân đội trở lại cầm quyền. Thì ai tuyên bố là cái ngày quân lực? Thì họ với nhau, cái ủy ban đó là ủy ban lãnh đạo quốc gia, nhưng mà đều là tướng lại hết. Tức là thời đó là ông Thiệu lên rồi. Ông Thiệu lên, nhưng mà ông Thiệu giữ cái chức vụ giống như
tổng thống mà không có quyền lực, ủy ban hành pháp gì đó. Ông Kỳ á thì coi giống như thủ tướng của nội các, mà cái danh xưng nó gọi là ủy ban hành pháp trung ương. Nhưng mà người ta gọi là thủ tướng, ông gọi là chủ tịch ủy ban hành pháp trung ương, thì nó cũng như tiếng Anh nó gọi là prime minister. Thì cũng kéo dài được một thời gian đó là 6 năm cho đến năm 67 thì bầu làm tổng thống. Thì giữa cái sự sắp xếp giữa quân đội với lại quan, cũng là Mỹ với lại giáo hội La Mã đằng sau mới sắp xếp cho bầu cử tổng thống vào ngày tháng 9 thì phải, năm 1967 hay 66 đó. Thì ông Thiệu lên làm chủ tịch, làm tổng thống, và ông Kỳ làm phó. Đó là cái sự sắp xếp, dàn xếp giữa do giáo hội La Mã với lại Mỹ ở đằng sau, và bề ngoài là các ông tướng lãnh ngồi ra bầu, chứ không phải là dân bầu sắp xếp rồi ra ứng cử. Thì cuối cùng hai ông phải đồng ý với nhau là ông Kỳ làm phó, ông Thiệu làm chánh. Thì ra ứng cử với 1, 2, 3 liên danh đó, thì dĩ nhiên là đã có Mỹ sắp xếp giáo hội La Mã thì cái liên danh của ông Thiệu thắng. Thì kể từ bắt đầu từ đó thì quyền hành của ông Kỳ mất, quyền hành rồi vào tay ông Thiệu luôn. Nhưng mà cái lực lượng của ông Kỳ đã gây dựng vào cái thời ông làm thủ tướng, từ nay ngày 19 tháng 6 đó, thì có lớn lắm. Trong đó có ông tướng Nguyễn Ngọc Loan với lại một số sĩ quan đứng về phía ông Kỳ. Thì nó xảy ra cái vụ tấn công Tết Mậu Thân vào cái dịp Tết. Dịp Tết thì ông Thiệu cũng đi về Mỹ Tho ăn Tết không vắng mặt. Còn ông Kỳ ở trên này do tất cả Mỹ nó đàn áp lại, nó chống lại. Lúc đó là năm 1968. Đúng vào dịp Tết. Thì ông Thiệu về ăn Tết ở Mỹ Tho. Cho nên là cái việc mà điều hành chống lại cái quân tấn công của bên mặt trận giải phóng miền Nam đó thì Mỹ lo hết. Thế cuối cùng thì cũng xong. Nhưng mà đến tháng 5 đấy, mặt trận giải phóng miền Nam nó lại trở lại tấn công đợt 2. Thì nó đã tấn công vào đến vùng Chợ Lớn, vùng Bình Thới. Mà sau này tôi ở cái nhà cư xứ Bình Thới đó là cái cư xá nó đốt hết. Nhưng mà nó xây lại, là tôi về tôi mua cái căn nhà đã xây lại ở đó. Và tôi cũng cưới bà xã tôi trong cái giai đoạn đó. Thì trong cái thời gian mà đối đầu với lại cái quân đội mặt trận giải phóng miền Nam đó, thì có cái tổng hành dinh của ông Kỳ, tức là chân tay của ông Kỳ đó, thì lo cái việc chống lại với lại lực lượng của mặt trận giải phóng miền Nam đang ở vùng Chợ Lớn. Tháng 5 năm 1968 thì có cái tổng hành dinh của cái quân đội của ông Kỳ mà còn ở trong cái thế lực của ông đó đóng ở tại Chợ Lớn. Thì không biết làm sao đó, quy đồ gì thì tôi không biết, nhưng mà tự nhiên có máy bay ở trên. Thì ai cũng dưới là máy bay của Mỹ, biết rằng của Mỹ thì đáng nhẽ ra là họ nhầm vào cái chỗ nào mà có quân của mặt trận giải phóng Việt Nam họ tấn công. Nhưng mà không biết là sao lại có một cái rocket bắn trúng vào cái trụ trung ương, cái trụ sở của ông Kỳ. Tức là trong đó có nhiều sĩ quan ở trong đó, sĩ quan thân cận Kỳ, và cái trận đó coi như là tất những người đó chết. Và cái cánh tay mặt của ông Kỳ nó không còn nữa. Và trong lúc đó thì chính ông Loan không biết ông ấy chỉ huy ở chỗ nào thì chính ông cũng bị thương. Nhưng mà sau đó thì có báo chí người ta có nói rằng người ta có điều tra rằng cái chuyện đó là bắn lòng hay là gì không? Thì tôi không có được báo chí ở Việt Nam lúc bây giờ, mà bây giờ tôi lại năm 68 tôi đang có mặt ở Hoa Kỳ. Thì cuối cùng á thì tất cả những cái người nào mà trong chính quyền mà có quyền lực trong tay, phần lớn là các sĩ quan, thì không còn nữa. Ông Kỳ bây giờ là chân tay thì bị cắt đứt hết. Cuối cùng ông Kỳ đóng cái vai trò phó tổng thống cũng như là phó tổng thống bên Mỹ này ngồi chơi nước. Và việc điều hành quốc gia đều vô bàn tay của ông Thiệu. Mà bàn tay của ông Thiệu thì quý vị biết rồi, ông Thiệu là người của Mỹ và Vatican đưa lên. Cái điều mà ông Thiệu và Mỹ đưa lên thì ông tiến sĩ Vũ Ngự Chiều có nói rõ trong cái cuốn Việt Nam Nhân, Việt Nam Nhân Nghiên Biểu. Thì tôi có trích dẫn nhiều chỗ nào đó, thì bây giờ cái bài viết đó nó nằm ở đâu thì tôi cũng không biết, nhưng mà có ở trong sách hiếm. Thì tức là hoàn toàn nằm trong tay ông Thiệu cho đến cái lúc mà cái chính quyền Việt Nam với quân đội đánh thuê của Mỹ ở miền Nam tan rã vào cuối tháng 4 năm 1975. Đó là sự kiện mà tôi biết. Thế thì đọc tiếp cái thư của ông
Đặng Văn Âu. Người lính không quân bằng phong Đặng Văn Âu tự hào mình cũng là một thành phần của quân lực Việt Nam, được đóng một vai trò rất nhỏ trách nhiệm trước lịch sử vào thời điểm đó. Hôm nay, nhân dịp khắp nơi trên thế giới, anh em đồng đội cứ long trọng cử hành lễ tưởng niệm ngày 19 tháng 6, tôi xin mạo muội bày tỏ đôi điều. Nhưng mà chúng tôi chú ý tới hai cái đoạn này nổi bật là có liên hệ tới Đảng Việt Tân. Thế thì tại sao chúng ta lại để cho Phó Đề đốc Hải quân Hoàng Cơ Minh mang thân tị nạn như chúng ta mà bày đặt lập ra một mặt trận kháng chiến bị bợm, được quyền đe dọa khủng bố chúng ta? Các anh chị quân nhân có cảm thấy nhục nhã, xấu hổ khi trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa chúng ta lại có gia đình của một ông tướng toa rạp nhau đi lừa đảo niềm tin của đồng bào, mà ngày nay vẫn còn những cái vòi bạch tuộc ngang nhiên đi lừa đảo? Chấm hỏi. Tại sao những anh em binh sĩ, hạ sĩ quan giữ được phong cách quân nhân mà sĩ quan có cấp bậc càng lớn thì càng tồi? Tôi nhận thấy có nhiều đoàn thể chống cộng tưng bừng lập ra, đoàn thể nào cũng đòi giải phóng Việt Nam mà không thể dẹp cái băng đảng Việt Tân nhỡn nhơ đi lừa đảo đồng bào, thì còn ai tin tưởng vào lý tưởng diệt cộng cứu nước, hay là các đoàn thể chống cộng lập ra là để kiếm chút hư danh tổng thống, thủ tướng, chủ tịch? Tôi nêu lên thắc mắc này có làm phiền lòng anh chị em cựu quân nhân hay không? Nếu vị nào cảm thấy điều tôi bày tỏ là không đúng thì xin hãy lên tiếng. Xin lỗi, tôi nói thật mất lòng, nhưng không lẽ im lặng chịu nhục triền miên? Trân trọng, bằng phong Đặng Văn Âu. Hết. Xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, ông Đặng Văn Âu này cũng là sĩ quan trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng mà vào cái thời điểm mà ông Kỳ với ông Thiệu mà nắm quyền như vậy thì chắc ông cũng chỉ là một chức sĩ quan cấp úy nhỏ thôi. Cho nên nó mới nói như lời ông nói trong. Nhưng mà tôi cũng nói là rõ cho thêm thế này này. Tôi nhớ lại cái câu nói rằng Việt Nam mà các cụ nói rằng trứng rồng lại nở ra rồng, liêu điêu lại nở ra dòng liêu điêu. Thì ông Hoàng Cơ Minh với ông Hoàng Cơ Định, anh em nhớ ông là con của ông Hoàng Huân Trung. Mà ông Hoàng Huân Trung là một trong những tên Việt gian đắc lực cho giặc Liên minh xâm lược Pháp Vatican trong cái thời 1885-1945. Thì bố mà làm Việt gian như vậy thì dĩ nhiên cái đám con của ông ấy cũng là Việt gian. Thì trong thời kháng chiến đó, thì 1945-54 thì chính ông Hoàng Cơ Minh đã đi học làm sĩ quan lính đánh thuê cho Liên minh xâm lược Pháp trong thời kháng chiến 1945-54. Và sau đó thì không biết là ông ấy vào học trường sĩ quan vào lúc hải quân rồi lúc nào ông thành đề đốc. Nhưng mà cái dòng máu, như là tôi đã nói rằng con người là sinh ra lớn lên là ảnh hưởng cái nền văn hóa mà họ tiếp thu. Thì ông này là cái nền văn hóa của giặc Pháp với Vatican nó ương mầm từ đời bố ông ấy. Cho nên đời của ông ấy và chắc chắn là đời con cháu của ông rồi nó cũng là tiếp nhận những cái nếp sống văn hóa của Vatican để rồi nó lại cũng thành Việt gian thôi. Nên đúng theo cái câu nói của nó là liêu liêu lại nở ra rồng liêu liêu là như vậy đó. Thì tôi chỉ có ý kiến thế thôi, chứ còn tất cả những cái người sĩ quan mà cấp càng lớn á thì càng là những người gốc là sĩ quan trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa, trong quân đội đánh thuê của Liên minh xâm lược Pháp cái thời 1945, thì cái bản chất của họ là như vậy rồi. Thì đến lúc mà năm 1954-75, nhất là vào năm 1954 đó, thì khi mà ông Diệm lên cầm quyền là người Công giáo thì được Mỹ nó tài trợ, thì họ lại xoay ra trở thành lính đánh thuê cho Liên minh xâm lược Mỹ và Vatican, chứ đâu có khác gì đâu. Thì đúng là những người như vậy thì đâu có còn liêm sĩ nữa mà để mà như ông Đặng Văn Phòng nói. Thôi đến đây thì cũng xin tạm kết thúc. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại kỳ tới. Kính thưa quý vị, nếu thấy chương trình Kênh Mảng Lịch Sử Chưa Viết của chúng tôi hữu ích, xin quý vị ghi tên, subscribe và chia sẻ đường link cho các bạn bè để nhiều người được biết. Cảm ơn quý vị nhé.